Hello mọi người, welcome back to Hào Channel. Hôm nay Hào sẽ đi coi lá vàng ở New Hampshire, cái đường highway nổi tiếng ở New Hampshire nha. Mà trước hết thì mình sẽ đi ăn trưa ở cái quán Little Miss Sophie này nè, để mình quay phim cho mọi người coi nha. Let's go. Hôm nay mình ăn trưa local food ở cái quán này nè mọi người. Thì cái quán này ở trên đường lên cái New Hampshire thăm lá vàng luôn. Ở đây bây giờ bông rất là đẹp luôn, để mình vô quán quay phim cho mọi người coi nha. Đó, bây giờ gia đình đang ngồi đợi, mới order food xong. Gia đình đi coi lá New Hampshire. Có Kenzie nữa luôn. Vô. Ok, uống cà phê New Hampshire. Cà phê ngon dữ. Lời đây. Những con người uống thử này coi. Nước lọc New Hampshire khác dữ. So fresh. Đó, sáng nay là trưa nay là ăn tôm mì french fries. Trứng. Anything else for you guys? Do you need a straw? Yeah. Two straws? Like, three straws? Trứng chiên, salad, với lại crepe. Đó, đây là bàn ăn của mình. Đó, mọi người chuẩn bị ăn. Ok, em ăn luôn. Ăn thử french fries cho mọi người. Ok, ăn xong rồi thì mình sẽ tiếp tục lên đường đi coi lá vàng ha. Hái táo gì vậy Út? Chua lắm. Hôm nay mình được cô chủ này lái Tesla. Lái đi lên New Hampshire chơi. Ok, hẹn gặp mọi người ở trên đó nha. Đang take break ở Dunkin Donuts, lái được 1 tiếng rồi. Thì đang order coffee để tiếp tục đi tiếp nha. Đó, Út đang order cà phê ở Dunkin Donuts. Đó, mình chuẩn bị quẹo trái vô con đường Kankamagus ở New Hampshire nè mọi người. Highway 112. Đó, cảnh quẹo vô nè, đẹp không? Cảnh xe đi đường highway nè mọi người. Đó, hôm 12 dữ. Đây là điểm dừng đầu tiên, gọi là Lower Fall Scenic View. Đó, giờ mọi người đang đi bộ ra cái fall. Đó, đoàn của mình đi vô coi Lower Fall. Đó, dòng sông Lower Fall nè mọi người. Wow, đẹp dữ. Đá vàng sắp đổi rồi kìa mọi người. Đó, cảnh đẹp không? Chén. Khát nước hả con? Hay nước ngon. Ôi, Ken uống nước sướng đã dở. Coi cái cảnh nè. Hello, mình đang ở đâu vậy? First stop, Lower Fall. Wow, lên camera cảnh đẹp dữ. Đó, bây giờ đi ra xe lại để đi tiếp. Mà coi cái view ở parking lot nè mọi người. Quá đẹp luôn. Đó, bây giờ đoàn của mình đã đi đến địa điểm thứ hai, Spada Falls.
là cảnh đi vô rừng, đi vô cái thác nước nè mọi người. Wow, lá chuẩn bị đổi vàng rồi kìa, đẹp dữ. Đó, Kenzie được đi New Hampshire ngắm lá vàng luôn kìa. Kenzie thích không? Nói thích. Đoàn của mình đi sắp đến Fall rồi mọi người. À, bây giờ mình sẽ đi bộ xuống để quay phim gần cái thác cho mọi người coi hen. Thác nè mọi người. Đó, mọi người đang đi bộ xuống cái thác. Keep walking. Wow. Lần đầu tiên đi thác Sabada Falls luôn. Đây là đỉnh thác nè mọi người. Đó, nước chảy xuống rồi. Nước chảy xuống mạnh dữ. Ok, đi bộ tiếp để quay ở dưới đó cho mọi người coi ha. Đi Ken. Let's go. Thác đẹp không? Đây là một cái view khác của thác nè mọi người. Để xuống xuống xíu. Wow. Phải chạy xuống dưới đây nữa. Đó, xong rồi đi ra ngoài đây. Người ta xây cái đường đi xuống kế bên cái waterfall luôn nè mọi người. Mình tiếp tục đi xuống con đường này. Wow. Đẹp quá, mọi người coi cảnh nè. Đi bộ hết cái cầu thang đó là nó dẫn tới một cái hồ, là cái thác nó chảy xuống đây nè mọi người, mà coi cái hồ nè. Nước trong xanh dữ. Mà nó để cái bảng là không được bơi trong vòng 500 feet cách cái thác, nên không có ai bơi ở đây hết. Nhưng mà khung cảnh xung quanh rất là đẹp luôn. Mọi người coi nè, lá chuẩn bị đổi vàng rồi nè. Đẹp không? Mọi người ơi, Ken thì mệt rồi. Ken, đi bộ lên đó nổi không con? Em muốn ở đây luôn. Ngắm thác xong rồi thì đoàn của mình sẽ đi bộ ra lại parking lot ha. Mình đã đi đến Sugar Hill Scenic Vista nha, để quay phim cho mọi người coi. Đó, mọi người đang đứng xa xa kia xếp hàng chụp hình kìa. Đó, có cái view nè. Wow, cái view triệu đô. Chụp hình khung cảnh đằng sau nè mọi người. Wow, Sugar Hill nha mọi người. Đó, đứng chụp hình trên đây. Đây là hai quầy xe chạy lên đây nè mọi người. Wow, đẹp không? Đi thác xong rồi thì bây giờ mình đang để xe Tesla Jack, thì mình sẽ vô One Love Brewery thử bia ở đây ha. Đó, đây là khung cảnh ở ngoài One Love Brewery nè, nhà hàng nè mọi người. Bây giờ mình sẽ order bia để đi ra ngoài uống, tại mình có Kenzie, người ta không có cho vô. À, đoàn của mình đã cạnh DJ lấy một cái bàn. Bây giờ mình sẽ vô order bia ha mọi người. Yeah.
mình đã được một cái bàn là mọi người nó cho, nếu mà ngồi ngoài thì nó cho Gen Z ngồi đó, khung cảnh xung quanh tiền trước đó, một ly bia ở One Love Brewery nè mọi người. Ủa bia của năm là gì vậy? Đơn giản. Là Úc Bún IPA. 1, 2, 3 vô. Chia mọi người. Ồ wow, bia thơm. Ok, đồ ăn ra rồi nha. Thank you. Mình đã order một phần chicken wings nè mọi người. Rồi đây là salmon, cá hồi. Rồi order thêm một cái vegan burger nè. Ok, mời mọi người ăn ha. Ok, nhóm của mình chuẩn bị ăn ha. Thử salmon ở đây nha mọi người. Very good. Ok, ăn tối xong rồi thì bây giờ mình sẽ lái xe về lại Boston ha. Hẹn gặp mọi người ở những video khác ha. See you.